Theo hãng thông tấn nhà nước APS, cựu thủ tướng Ahmed Ouahia bị kết án 15 năm tù giam, trong khi cựu thủ tướng Abdelmalek Sélan bị kết án 12 năm tù vì các tội danh tham nhũng, sử dụng công quỹ sai mục đích và lạm quyền. Ngoài ra, cựu Bộ trưởng Công nghiệp Abdeslam Boussareb, người đang lưu vong, đã bị kết án vắng mặt 20 năm tù. Bản án từ 3 đến 7 năm tù cũng được tuyên với 5 doanh nhân nổi tiếng. Những mức án trên được đưa ra chỉ 2 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống ở Algeria và là đợt tuyên án thứ 2 kể từ tháng 9, khi một tòa án binh kết án tù giam đối với cựu giám đốc cơ quan tình báo và cũng là em trai của cựu tổng thống Bouteflika.